trò chơi cuối cùng của đêm nay. Trò chơi này có tên Ai là ơi. Ở trò chơi này, Hằng em sẽ chọn một trong 6 anh chị ở đây, ai mà em tin tưởng nhất sẽ là đồng hành với em. Em ngồi trên chiếc ghế này, người được chọn sẽ đứng ở vị trí ở đây, nhìn lên trên màn hình. Trên màn hình sẽ hiện ra tên của người nổi tiếng. Người đó sẽ diễn tả, sẽ nói, sẽ hành động, sẽ làm gì đó để em có thể em đoán được tên của người nổi tiếng. Em đoán đúng được một tên, em sẽ mang về cho mình 3 triệu đồng. Em chọn ai? Có hàng dạ, lưu đạn có chốt em ơi, chốt mòn lưu đạn nổ. Mấy anh chị đây gợi ý cho em là chọn chị Nga. Cái gì? Em mời ai vậy? Em mời ai lên hát với em vậy? Thôi em mời lên hỗ trợ em. Hỗ trợ em là ai? Dạ chị Thúy Nga. Trời ơi. Em. Trời ơi em đọc kỹ ứng dụng sử dụng trước khi dùng với em nè. Trời ơi. Được, cũng còn xài được. Lên đi chị, lên đi chị. Lên nha chị em. Trời ơi, sao không an tâm chút xíu nào hết trơn vậy? Chị em nó mời chị lên đây hỗ trợ diễn tả, nói cho em nó đoán tên chứ không phải mời chị đi catwalk nha. À ai vậy hả? Dạ okay, với cái độ dài của cái đôi chân này là không ai mời chị catwalk đâu okay, nha. Ok. Rồi ok. Bất an quá vậy. Ngồi lên ghế đi. Bất an quá vậy nè. Chúng ta chỉ có 90 giây thôi. Chuẩn bị. 90 giây bắt đầu. Không biết cho quá. Được. Cô gái ở núi rừng Tây Nguyên. Em ở Somalia. Tiếp. Nhìn ơi. Qua đi. Qua. Đất nước tôi. Tạm ơn Tâm. Chính xác. Tiếp. Mắt này ơi xin đừng đi nhé em. Chị luôn. Mắt này. Lên. Ai qua núi người. Tới đây rồi kìa. Này các chị em ơi, vui không? Hôm nay tôi sẽ hát tuồng. Oh baby. A baby. Mỹ Linh. Qua đi. Đó. Chính xác. Quá rồi kìa. Tiếp. Đó. Hết giờ. Biết xong bà chị. Bà chị. Ủa xong sao anh? Bà múa quá đó. À. Người ta qua lâu rồi bà đứng còn múa. À vậy hả? À. Bởi vậy bà không mất hết mấy tên không nhìn luôn. À. Nhưng mà bé nó cũng đoán được vài người. Chúng nó rất thông minh. Được 6 người chứ bộ ít gì. 6 người. 6 nhân vật. Tất nhiên Hằng đã đoán đúng, mang về 18 triệu đồng. Trời ơi, quá ngon luôn. Lát nữa chia cho chị 10 triệu, em giữ 8 triệu nha. Rồi, mời các anh chị em chúng ta cùng ra đây nào. Mời Mỹ Ngọc, Gia Kính ra đây. Cảm ơn sự hiện diện của tất cả mọi người nha. Bên đây cảm ơn ban nhạc, cảm ơn Mỹ Ngọc, quý vị khán giả. Hàng tuần vào lúc 20 giờ thứ bảy trên kênh VTV3, Đại Nghĩa lại tổ chức đêm tiệc cùng sao. Mong rằng quý vị khán giả sẽ ghé thăm nhà Đại Nghĩa và cùng vui với tất cả mọi người. Chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Xin chào tạm biệt.